Chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gia hạn chứng chỉ cho app Exchange nhé. Thì khi các bạn cài đặt app Exchange, các bạn cài đặt thì nó sẽ cho các bạn dùng được 6 ngày, dùng được 7 ngày thôi. Hết 7 ngày là các bạn sẽ không dùng được nữa nhé. Ở đây mình mới cài những cái app này trên iPhone của mình. Mình vẫn còn 6 ngày đây. Thì sau 6 ngày còn lại thì những cái app này sẽ không dùng được nữa. Khi các bạn nhấn vào mở link thì nó sẽ báo là không có sẵn nữa nhé. Nó sẽ báo ứng dụng này không có sẵn nữa. Thì các bạn muốn sử dụng tiếp nó thì các bạn hãy làm theo như mình nhé. Ở đây ví dụ như ở đây 6 ngày nó báo chạy dần chỉ còn tầm 1 ngày thôi chẳng hạn. Thì các bạn hãy xóa cái này đi, xóa cái 6 ngày đi, delete đi nhá, delete đây. Các bạn lại vào phòng đây ở phần này nhé, các bạn delete đi nhá. Rồi các bạn sang phần này. Các bạn cài đặt lại cho mình nhá. Đây, các bạn cài đặt lại. Cài đặt lại luôn. Thì các bạn cứ cài đặt đè lên nhé, đè lên cái ứng dụng gốc của nó, các bạn không xóa nó đi. Các bạn cài đặt đè lên thì nó sẽ ghi đè lên và các bạn sẽ không mất dữ liệu và các bạn có thể sử dụng tiếp tục được nhé. Các bạn lưu ý đấy. Để mình tắt VPN đi, cái bước này vẫn tắt VPN đi. Có khi tắt cả wifi đi, ký cho nó nhanh. Đây, nó báo rồi. Rồi mình lại bật wifi lên, bật VPN lên. Ký luôn. Rồi. Như vậy là xong nhé. Như vậy là các bạn đã có thể gia hạn được ứng dụng mà qua Exchange nhé. Thì cái ứng dụng nó sẽ ghi đè lên, nó sẽ không thành cài đặt ứng dụng mới nữa mà nó sẽ là ghi đè lên nhé, các bạn không bị mất dữ liệu. Đấy, đây là cái cách để gia hạn chứng chỉ trên app Exchange nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.